Thời tiết thất thường, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, làm cho nhà vườn nhiều nỗi lo. Những ngày qua, người trồng mai luôn trong tình trạng thấp thỏm, mai nở sớm hoặc bị thối rễ do ảnh hưởng các đợt triều cường vừa qua. Tại Hợp tác xã Mai Vàng Phú Hưng, với gần 10 năm sản xuất cây kiểng, người dân có cách làm mới để thích ứng tình hình. Những bông hoa nở sớm được ông Lê Văn Kỳ cắt bỏ, đảm bảo cho mai trổ bông đúng vào dịp Tết. Hằng ngày ông tỉa cành, giữ gốc khô ráo, phun thuốc dưỡng để cây không mất sức, tạo dáng đẹp. Mình đã vô chậu. Qua Tết thì vậy là trong vòng tháng Giêng là mình lên chậu rồi, tới tháng này là làm bông đi bán là nó cây mai nó phải chăm sóc và phải kỹ thuật. Vì cây mai nó khó nè, bây giờ ở đây thường thường là gầm tháng Chạp là ta lên lô ta bán mà bán tới 30 Tết á. Đó, cái đó là mà cái vấn đề quyết định đó. Nó nợ nó chở sớm á, mình phải chỉnh lại cho nó chở chậm lại. Còn nếu nó nhỏ á, là mình phải nung cây nào mà từ đẹp tới, nếu mà cây nào mình đi kiểm tra ví dụ 100 cây có 2-3 cây mà bông nụ nhỏ đó, mình phải xử lý phân chứ lên nụ lại nó kịp Tết. Năm nay Hợp tác xã Mai Vàng Phú Hưng chuẩn bị hơn 20.000 cây phục vụ thị trường Tết, nhiều hơn 5.000 chậu so với năm ngoái. Hơn 3 tháng qua, người dân kết hợp với các trang YouTube xây dựng các video clip giới thiệu mở rộng thị trường tiêu thụ. Thì hiện tại bây giờ thì chỉ có hai kênh bán hàng thôi. Thứ nhất là kênh gọi là quay clip đăng trên YouTube để mà mình bán, mình ship ra các tỉnh miền Tây. Nếu mà mình lên trên trang thông tin đó thì được cho nhiều người gọi là tham khảo và xem, và nó lan truyền thì nó rộng rãi hơn, thì thông tin thì đương nhiên nó sẽ tốt hơn rồi. Nó được phủ gấp, giống như mình được quảng bá sản phẩm mình với mọi người xung quanh. Hợp tác xã Mai Vàng Phú Hưng có hơn 70 thành viên, mỗi năm cho thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng. 17 thành viên được cấp giấy chứng nhận nghệ nhân hoa kiểng. Các sản phẩm được tiêu thụ rộng rãi trong khu vực và đang được xây dựng điểm đến du lịch trong năm sau. Những loại trái cây phổ biến qua bàn tay tài hoa của nông dân được nâng giá trị nhiều lần, như những trái xoài in chữ này đây ạ. Từ khi xuất hiện vào năm 2019 đến nay, luôn được khách hàng ưa chuộng bởi giàu tính thẩm mỹ và ý nghĩa. Năm nay, nhà vườn Hậu Giang đưa hơn 4.000 sản phẩm xoài in chữ cho ra thị trường, tăng hơn 20% so với năm rồi, với giá từ 150 đến 300 ngàn đồng một trái. Các dạng chữ in trên trái xoài rất đa dạng và tùy vào đơn đặt hàng của khách. Việc in chữ đưa hình lên những trái xoài được cho là mang ý nghĩa tốt đẹp, an lành cho những ngày Tết. Với phần đông nhà vườn, mùa vụ Tết thành công cùng những sản phẩm trái cây in chữ tạo hình trở thành xu hướng canh tác giúp nâng cao giá trị nông sản.